Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Hương US. Hôm nay em Hương xin giới thiệu cho anh chị 3 mẫu đồng hồ Automatic. Máy của sản phẩm thì đều mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm rất là tốt luôn. Và mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ Orient. Đây là phiên bản mẫu đồng hồ Orient Automatic nha anh chị nhé. Và phiên bản mặt đồng hồ này thì anh chị có thể thấy là mặt đồng hồ là màu xanh này. Và trên mặt đồng hồ thì có một chút trải tia sunburst nhẹ. Nó chỉ nhấn nhá một chút màu sáng hơn cho mặt đồng hồ thôi anh chị ạ. Nó không phải là sản phẩm mạnh về tia sunburst. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì anh chị thấy là được thiết kế rất là đơn giản luôn. Với một ô cửa sổ open hớp tại vị trí 9 giờ này, không phải là hở tròn. Đó, rất là đẹp. Và đối với sản phẩm này thì anh chị thấy có một sapphire nhỏ bên dưới nên là kim dây của đồng hồ nha anh chị nhé. Và cho thấy là bộ kim của sản phẩm này thì không đồng trục. Kim giờ và kim phút sẽ ở vị trí bên trên, còn kim giây sẽ ở vị trí bên dưới nha anh chị nhé. Và sản phẩm này thì anh chị thấy là sẽ có logo này, chữ Autorien này, chữ Automatic tại vị trí 12 giờ này. Và sản phẩm này thì anh chị kim và cọc giờ thì là được thiết kế là mạ màu kim loại và gắn nổi ở trên mặt đồng hồ nha anh chị nhé. Mặt đồng hồ thì cũng rất là đẹp luôn. Viền bên cạnh thì anh chị thấy là được mạ là mạ bóng. Đó, vì bên cạnh mà bóng này, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh thì cũng có logo của Orient hình hai con sư tử ở đây. Đó, đây là vì bên cạnh này, cũng được mà bóng. Dây thì được thiết kế là dây thép đúc nguyên khối và chất thép thì cũng rất là nì và phay xước luôn. Đó, mắt của sản phẩm thì anh chị thiết kế khá là gọn. Nên là khi anh chị lên tay thì đối với sản phẩm này thì em thấy nghĩ là chắc chắn là sẽ rất là ôm tay rồi. Đối với chất liệu dây này, đây là khóa này, khóa thì cũng có logo của Orient, có chữ Orient ở đây. Đáy sau của đồng hồ, riêng đối với dòng sản phẩm này thì anh chị thấy là đáy sau là sẽ là đáy hở kính nhá. Với những dòng sản phẩm đáy hở kính như thế này thì anh chị có thể dễ dàng quan sát các cái chi tiết bên trong máy nha. Anh chị để ý đây là máy 7F6S22, máy Japan và 24 chấn kính và sản phẩm của tập đoàn Orient Watch này. Bên cạnh đấy thì anh chị có thể thấy là viền bên cạnh này thì họ cũng sẽ khác những cái chi tiết nữa. Còn đây này các cái chi tiết bên trong bộ máy thôi. Để anh chị có thể dễ dàng quan sát các cái chi tiết bên trong bộ máy của sản phẩm này. Và hiện tại em đang để sản phẩm này với mức giá rất là tốt cho anh chị luôn. Với mức giá chỉ là 3 triệu mốt thôi. Và mã của sản phẩm này thì anh đợi chút xíu để em sẽ show mã cho anh chị tham khảo. Mã là RAAR0101N10B nha anh chị nhé. Và sản phẩm này thì em thấy size mặt cũng là size tầm trung thôi. Cũng rất dễ dàng để đeo. Em đo size mặt để anh chị tham khảo này. Size mặt 40,1mm. Với size mặt 40,1mm thì sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 15,5 trở nên. Em nên chu vi cổ tay 16 để anh chị tham khảo này. Với size mặt này thì anh chị thấy là mặt đồng hồ được thiết kế là hơi tối màu một chút xíu. Nên là khi lên tay thì anh chị có cảm giác là mặt đồng hồ sẽ nhỏ hơn. Nên những anh nam nào có chu vi tầm tay nhỏ và trung thì anh chị sẽ lên tay cũng rất là hợp luôn, cũng rất là khỏe luôn. Một sản phẩm máy Automatic đã có chức năng lên cót tay và chức năng lên cót tự động rồi. Thì khi anh chị trong quá trình sử dụng thì mình có thể dễ dàng sử dụng các cái tính năng của sản phẩm nhé. Và độ sai số của sản phẩm thì em thấy cũng rất là tốt luôn. Chỉ tầm khoảng từ âm 15 giây đến dương 20 giây một ngày thôi. Và mẫu tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh chị nữa cũng là một mẫu đồng hồ Orient. Đây là dòng sản phẩm Orient, cũng là máy Automatic và sản phẩm này thì sẽ có một sắp dial nè. Anh chị thấy là có mặt trăng mặt trời ở đây. Để em bóc cái dán mặt để anh chị có thể dễ dàng quan sát hơn các cái chi tiết bên trong máy nhé. Đây có một sắp dial là mặt trăng mặt trời nha anh chị nhé. Và mặt trăng thì nó đang chuyển sang mặt trời ở đây. Chứng tỏ ở đây là bắt đầu buổi sáng nha anh chị nhé. Có một sắp dial open hớp tại vị trí 9 giờ này. Để anh chị có thể dễ dàng quan sát cái bộ máy bên trong. Máy thì đã có chức năng lên cót tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ rồi. Đây cũng là dòng sản phẩm máy Automatic. Để em nắp qua. Đó, nắp qua một chút thì máy của sản phẩm đã chạy rồi nhá anh chị nhá. Rất dễ dàng quan sát. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy là cũng có logo của Orient này. Cũng có chữ Orient Automatic. Và kim của sản phẩm và cọc giờ của sản phẩm là mạ PVD màu vàng hồng nổi trên mặt đồng hồ luôn. Sản phẩm rất là đẹp. Viền bên trên thì viền mạ bóng, viền bên cạnh cũng là viền mạ bóng luôn. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ và núm chỉnh thì cũng là màu vàng hồng. Một sản phẩm được thiết kế giữa màu trắng, màu của thép và màu vàng hồng. Rất là đẹp, rất là khỏe luôn. Dây thì được thiết kế cũng chất thép cũng rất là nì này.
Và cái đường chỉ ở giữa thì được thiết kế là có hai đường chỉ bên cạnh là mạ PVD màu vàng hồng. Rất là đẹp. Đây là mắt của đồng hồ. Mắt thì được thiết kế là khá là nhỏ gọn. Đây là khóa này, khóa là khóa bấm hai bên, cũng có logo của Orient, có chữ Orient và logo của Orient ở đây. Và anh chị có thấy là đáy sau của đồng hồ cũng là đáy hở kính này, anh chị có thể dễ dàng quan sát các chi tiết như là máy F6N24 và máy Japan và 22, có nghĩa là 22 chấn kính nhé anh chị nhé. Thân viền vỏ là thép không gỉ 316N nhé anh chị nhé. Đáy sau thì có dán tem của Orient luôn. Đây là cái tag của sản phẩm đi kèm. Để em đo size mặt của đồng hồ để anh chị tham khảo nhé. Size mặt của đồng hồ là size mặt 41,5 mm. Với size mặt 41,5 mm thì cũng sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở nên. Em nên chu vi cổ tay của em là chu vi cổ tay 16 để anh chị tham khảo nhé. Rất là vừa vặn luôn, rất là khỏe. Bên cạnh đấy thì anh chị thấy là mặt kính của đồng hồ sẽ hơi nồi lên. Hơi nồi nên là tạo nên một sản phẩm mang tính cổ điển, classic, đậm chất ở trong cái dòng sản phẩm này luôn anh chị ạ. Và đối với sản phẩm này thì anh chị thấy là nó cũng có chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ này, và chức năng nên có tự động và chức năng nên có tay nhé. Đảm bảo cho anh chị có thể dễ dàng trong quá trình mình sử dụng. Và sản phẩm này hiện tại em đang để với mức giá là 4 triệu 7 thôi. Một mức giá rất là tốt cho anh các chị luôn. Và mã của sản phẩm này ở đây là RAAS0101S10B nha anh chị nhé. Một sản phẩm cũng rất là tốt. Và đối với sản phẩm này thì sẽ không có lịch ngày và lịch thứ, chỉ có chức năng hiển thị kim giờ, kim phút, kim giây và chức năng là mảnh lịch mặt trăng mặt trời ở đây. Nên là đối với sản phẩm này thì em thấy là nhấn mạnh về thiết kế, sản phẩm này được thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Size mặt thì cũng là size mặt vừa phải đấy ạ. Một sản phẩm với mức giá rất là tốt cho các chị luôn, mức giá chỉ là 4 triệu 7 thôi ạ. Và mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ Benny. Đối với sản phẩm đồng hồ Benny này thì bên em cũng đã nhập về rồi. Và sản phẩm này thì em thấy chất lượng cũng rất là tốt và thiết kế thì cũng rất là đẹp luôn. Nên là em đã nhập thêm về. Đây cũng là một dòng đồng hồ Open Heart nha anh chị nhé. Anh chị thấy là những cái chi tiết bên trong của sản phẩm được thiết kế rất là đẹp luôn. Mang đến một sản phẩm có nét cổ điển. Bên cạnh đấy thì cũng không thể thiếu cái nét khỏe khoắn trong cái dòng sản phẩm này. Cũng có logo của Benny này, chữ Benny 1948 này. Và Automatic Sapphire này, Made in Germany này. Được khắc đầy đủ ở trên mặt của đồng hồ này. Và anh chị thấy là có một sắp đai ở 24 giờ tại vị trí từ 9 giờ đến 10 giờ nhé. Và bên cạnh đấy thì có cái vân Unice ở bên trong lòng giữa của sản phẩm nữa. Chính cái vân Unice này nên tạo cho sản phẩm một nét đẹp rất là khỏe, rất là tinh tế luôn. Cọc giờ là cọc giờ màu vàng này, được gắn nổi ở trên mặt đồng hồ nhé. Cọc giờ thì sẽ thanh và mảnh hơn. Bộ kim của sản phẩm thì cũng được thiết kế rất là đẹp luôn. Kim dây là kim dây màu mạ PVD màu vàng. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh thì cũng có logo của Benny nhé anh chị nhé. Dây của đồng hồ thì anh chị thấy là dây cũng được thiết kế cũng rất là khỏe này. Dây được thiết kế là đường chỉ vàng và đường chỉ màu trắng phay xước sẽ xen lẫn nhau. Đây là khóa của sản phẩm, khóa thì cũng có logo của Benny luôn. Đáy sau của đồng hồ thì anh chị thấy đáy sau là cũng là đáy hợp kính nhé, để anh chị có thể dễ dàng quan sát các cái chi tiết bên trong máy của sản phẩm. Đối với dòng sản phẩm Benny thì em cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Đều máy đều có chức năng nên có tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ rồi nhé anh chị nhé. Chống nước của sản phẩm là 50 mét nước này. Phiên bản là phiên bản kính Sapphire Made in Germany. Và cũng có chữ Benny khác ở trên mặt đồng hồ. Và đặc biệt đáy sau thì anh chị có thể thấy là sẽ có những cái con ốc được vặn ở đáy sau của đồng hồ này. Các anh chị nhìn thì rất là khỏe luôn. Và cũng có thể đối với sản phẩm này thì mình cũng có thể dễ dàng mở cái đáy sau ra anh chị nhé. Và kính của sản phẩm thì là kính Sapphire rồi. Vì đối với sản phẩm kính Sapphire thì anh chị không phải lo về độ chống xước của sản phẩm nhé. Em sẽ nói qua một chút về cái cách chỉnh giờ của đồng hồ này nhé anh chị nhé. Khi anh chị chỉnh giờ thì anh chị kéo nhẹ ra một nấc để anh chị chỉnh này. Thì sản phẩm này chỉ có chức năng chỉnh giờ thôi, nên anh chị cứ xoay thuận chiều kim đồng hồ giúp em không xoay ngược lại. Anh chị thấy là đây là kim 24 giờ nhé, đây là 12 giờ đêm này. Đó, thì em sẽ vặn đến 10 giờ sáng. Và đối với dòng đồng hồ cơ thì anh chị chú ý một điều đặc biệt là mình không chỉnh ngược lại nhé. Mình chỉ chỉnh theo một chiều là chiều kim đồng hồ thôi. Mình không chỉnh ngược lại, em sẽ chỉnh đến 10 giờ 10 phút sáng. Sau khi chỉnh xong thì anh chị đẩy núm chỉnh vào nấc trong cùng.
Một sản phẩm rất là đẹp luôn. Và hiện tại em đang để sản phẩm này với mức giá là 4 triệu anh chị ạ. Một mức giá rất là tốt cho kênh các chị luôn. Và mã của sản phẩm ở đây là BN1832-25MTWI nha anh chị nhé. Và sản phẩm này thì size mặt của đồng hồ cũng là size tầm trung, đây là rất dễ dàng để đeo. Em sẽ đo size mặt để anh chị tham khảo này. Size mặt 39,9mm. Với size mặt 39,9mm thì sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên, hoặc là chu vi cổ tay 15,5 cũng đeo được. Vì sản phẩm này em thấy được thiết kế khá là gọn gàng nên là rất dễ đeo. Em nên chu vi cổ tay 16 để anh chị tham khảo này. Rất là đẹp luôn. Một sản phẩm classic, cũng khá là ấn tượng với những cái dòng đồng hồ automatic mà đối với những cái chi tiết vàng và màu trắng như thế này. Đây là ba mẫu đồng hồ mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong cái series này. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt hàng mẫu nào thì cứ liên hệ với số hotline bên em là 0868684699 anh chị nhé. Và em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.